Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng diễn tả người tập 47. Từ đầu tiên để miêu tả xương đòn thì các bạn có hai từ. Từ này các bạn đọc là collarbone. Trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm kho. Âm kho trong từ cá kho. Collarbone. Và các bạn lưu ý là cái từ cuối cùng này là âm O các bạn nhé. Và kết thúc âm N. Collarbone. 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 Từ thứ hai. Từ này trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm kla, kla. Chữ la trong từ la hét, kla. Các bạn thêm âm khờ phía trước, kla. Tiếp theo là âm V hoặc là âm V. Tiếp theo là cuối cùng là âm khổ, clavicle, clavicle, hoặc là clavicle, clavicle. Để miêu tả xương đùi thì các bạn có hai từ. Từ đầu tiên các bạn đọc là thigh bone, thigh bone. Các bạn lưu ý là cái từ này nó ghi là âm thờ, nhưng mà cách đọc của chúng ta là âm tờ các bạn nhé. Và cái từ này nó đọc là tai, giống như là cái tai trong tiếng Việt. Tai, tai bồn, tai bồn, tai bồn. Từ thứ hai, trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên là âm phi. Âm phi trong từ châu Phi. Và âm thứ hai là âm mờ. Âm mờ này thì giống trong từ mờ mịt. Các bạn nối lại lấy âm phi và âm mờ nối lại thành là chữ này. Đọc là femur, femur, femur. Mình đọc lại cho các bạn. Từ đầu tiên, thigh bone, thigh bone. Từ thứ hai, femur, femur. Từ vựng này các bạn đọc là humerus. Trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm hiu. Âm hưu trong từ điều hưu trong tiếng Việt, bạn lấy âm hưu đó ra. Tiếp theo là mờ, giống như từ trên kia trong từ mờ mịt. Hưu mờ, tiếp theo là rus, humerus. Và các bạn lưu ý là nó kết thúc bởi âm sờ. Humerus, humerus. Từ này có nghĩa là xương cánh tay. Humerus, humerus. Từ vựng này, trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm ni. Âm ni. Và âm thứ hai là âm khập. Xuống giọng các bạn nhé, khập. Các bạn thêm dấu nặng cho nó, khập. Và kết thúc bằng âm P, bắn hơi. Ni khập. Âm I này các bạn hơi kéo nó ra một tí nhé, hơi dài. Ni khập. Ni khập. Cách đọc thứ hai, các bạn có thể đọc âm này thành âm A bẹt, đọc là ni khập. Kneecap. Từ này có nghĩa là xương bánh chè. Kneecap. Từ này trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, đó là âm peo các bạn nhé, hoặc là âm peo các bạn. Khi các bạn phân tích nó ra thì nó là âm pe đến âm o, nhưng mà khi chúng ta đọc nhanh thì nó nghe là peo, peo. Xuống giọng âm thứ hai, âm vis. Các bạn đọc nhanh là pelvis, pelvis, pelvis. Từ này có nghĩa là xương chậu, pelvis. Từ này cách đọc nó y hệt cách viết. Các bạn đọc là rib, rib. Lưu ý ở đây là âm y này là âm y ngắn, các bạn đọc ngắn thôi. Và kết thúc bằng âm bờ, rib. Rib. Từ này có nghĩa là xương sườn. Rib. Khung xương sườn thì các bạn đọc là rib cage. Các bạn lưu ý âm đây là âm A các bạn nhé. Và các bạn khờ nó ra, khay. Và thêm âm chờ rung phía sau. Rib cage. Rib cage. Rib cage.
bộ xương thì các bạn đọc là skeleton, skeleton. Trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đó là âm khè, âm khè trong từ khe suối, skeleton. Cái từ cuối cùng này thì các bạn đọc là âm thần trong từ vị thần, trong tiếng Việt các bạn lấy từ thần nó ra, skeleton, skeleton. Cách đọc thứ hai, các bạn có thể đọc âm này thành âm đờ, có thể đọc là skeleton, skeleton. Từ này các bạn đọc là skull, skull. Nó có nghĩa là xương sọ, skull. Cách đọc thứ hai, các bạn không đọc âm á nữa mà các bạn đọc luôn âm ô, có thể đọc là skull, skull. Đấy, âm thứ hai người ta vẫn hiểu được các bạn nhé. Hai cách này các bạn có thể chọn là skull, skull hoặc là skull, skull. Cách đọc thứ ba, độ chính xác của nó thấp hơn một chút thì các bạn có thể đọc âm này âm u cũng được, thì người ta cũng hiểu được khoảng 80% có thể đọc là school, school. Từ này có nghĩa là xương sọ, từ xương sống thì chúng ta có hai từ. Cái từ đầu tiên các bạn đọc là spine, âm y nhưng mà chúng ta đọc là âm i, spine, và kết thúc bằng âm n, spine, spine. Từ thứ hai các bạn đọc là backbone, đọc nhanh là backbone, backbone. Nếu như các bạn nào kỹ hơn thì các bạn có thể đọc có âm k cũng được, có thể đọc là backbone, backbone. Còn đọc nhanh thì các bạn không cần âm k cũng được, backbone, backbone. Mình nhắc lại spine và backbone, backbone. Cách đọc thứ hai của cái từ này các bạn có thể đọc là âm a bẹt, có thể đọc là backbone, backbone. Đốt sống thì số ít của nó thì là cái từ này các bạn nhé, các bạn đọc là vertebra, vertebra, vertebra. Trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm vơ trong từ vơ đũa, vơ, vertebra, vertebra, vertebra. Số nhiều của nó thì các bạn đọc là vertebrae. Nó khác một cái là cái âm cuối cùng nó thành âm A các bạn nhé, vertebrae, vertebrae, vertebrae. Sau đây mình sẽ hệ thống hóa lại những từ vựng ngày hôm nay cho các bạn. Xương đòn thì các bạn nói là collarbone, collarbone, hoặc là clavicle, clavicle. Xương đùi là thigh bone, thigh bone, hoặc femur, femur. Xương cánh tay humerus, humerus. Xương bánh chè kneecap, kneecap, hoặc là kneecap, kneecap. Xương chậu pelvis, pelvis. Xương sườn cách đọc như cách viết rib, rib. Khung xương sườn thì là rib cage, rib cage, rib cage. Bộ xương đọc là skeleton, skeleton. Cách thứ hai skeleton, skeleton.
Xương sọ có 3 cách. Cách đầu tiên, skull, skull. Cách thứ hai, skull, skull. Cách thứ ba, skull, skull. Xương sống thì có hai từ, đó là từ đầu tiên, spine, spine. Từ thứ hai, backbone, backbone. Cách thứ hai, backbone, backbone, backbone. Cách thứ ba, backbone, backbone. Cách thứ tư, backbone, backbone. Đốt sống. Đối với đốt sống số ít thì các bạn đọc là vertebra, vertebra, vertebra. Số nhiều là vertebrae, vertebrae. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.